Thì Đức cũng đi làm về quản trị tài chính, đó là gọi là đi khai vấn tài chính của quản trị gia sản cho một số gia đình. Thì cũng gặp cái câu chuyện như mình đang, mà đúng nó thật sự là khi mà cái có hai trường hợp. Một là cái trường hợp là con đã đi du học rồi. Hai là trường hợp là bắt đầu là những cái ba mẹ muốn nhờ Đức là nói cái chuyện là bắt đầu là giờ hoạch định cái chuyện mà hoạch định gia sản để mà để lại thế hệ sau á. Thì khi nói Đức cho ý kiến á, thì thật ra Đức ý kiến được thêm nữa, nó thẳng là lúc đó nó hơi bị trễ. Bởi vì cái chuyện mà khi con đã ở cái tuổi đâu đó mà để mà đi du học rồi thì cũng phải là 19, 20 rồi. Người ta nói là cái cuốn cái cây á thì cũng khi nó còn non nó dễ uống hơn rất nhiều. Nên lúc này thật ra dạy cũng được nhưng mà nó rất là khó. Nếu mà cái chuyện đó mà chúng ta làm từ nhỏ thì sẽ đơn giản hơn. Còn ví dụ như nói cái chuyện mà về hoạch định gia sản á, thật ra là các ba mẹ khi mà nghĩ tới cái chuyện mà để lại tài tức là gọi là thừa kế cho con á, để là cái di sản đó, thì thường ba mẹ khi nhắc đến di sản ba mẹ chỉ nghĩ đến cái chuyện là để lại cái tài sản tài chính thôi. Nhưng ba mẹ quên mất là trong cái tài sản ngoài tài sản tài chính chúng ta còn có bốn loại tài sản khác mà chúng ta cần phải để nữa. Còn nếu không, nếu chúng ta để lại tài sản tài chính thì chưa chắc tài sản tài chính đó cho thế hệ sau, mà đôi khi nó có thể trở thành những cái đánh bại cho con. Thì trong cái quá trình mà quản trị gia sản đó, Đức thấy rằng là cái yếu tố mà để mà có thể duy trì được cái tài sản mà nó đi lâu dài trong cái dòng họ đó, yếu tố cực kỳ quan trọng đó là cái chuyện mà chúng ta phải truyền trao cho con về cái đó là con phải làm chủ về tiền trước, con phải làm chủ về tiền, nó là control, nó là làm chủ về tiền trước, cái ở phía sau nó nói chuyện. Và tôi thấy là trong cái để mà quản trị gia sản thì cái yếu tố tiên quyết trong đó nó là cái yếu tố là con. Cho nên Đức mới mong muốn có thêm cái chương trình này. Bên cạnh đó thì thật ra là bản thân Đức cũng có nhiều cái vấp váp về tiền mà trước, nhưng mà khi mình những cái vấp váp đó mình cũng hay tự nảy với mình là lý do tại sao mà tiền nó quan trọng đến như vậy. Tiền thật ra là chúng ta tiếp xúc nó từ nhỏ rồi, chúng ta mất 16 năm đi học cách kiếm tiền, rồi chúng ta dành 2 phần 3 cuộc đời để đi kiếm tiền và đi xài tiền, nhưng mà điều ngạc nhiên rằng là chẳng có nơi đâu mà đào tạo bài bản về tiền tất cả. Chúng ta đào tạo được những cái thứ gì đó mà gần như không có nơi đâu đào tạo bài bản về tiền cho mình hết. Đó là cái vấn đề. Cái nữa thì Đức nghĩ rằng là bởi vì mình đã có cái những vấp ngã đó rồi, mình mà một những cái vấp ngã đó thì trả giá, mà đôi khi có những cái giá nó tương đối là đắt. Nên là mình hy vọng là qua những cái chương trình như vậy thì dành cho có nhiều bạn trẻ hơn mình và nhiều cái em cháu của mình đó, thì các bạn không phải trả những cái giá như Đức mà họ vẫn có thể mình có cái cuộc đời mà nó đôi khi là mình đang một xíu.